Kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin phát thanh của Đài Truyền thanh xã Trường Muôn. Chủ đề bản tin phát thanh ngày hôm nay là nâng cao chất lượng dân số. Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, pháp lệnh dân số 06/2003, pháp lệnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 9 tháng 11 năm 2003 đưa ra khái niệm dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý, kinh tế hoặc một đơn vị hành chính, và chất lượng dân số là sự phản ánh đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số. Hiện nay, việc đánh giá chất lượng dân số thường được các quốc gia dựa trên 4 chỉ số cơ bản, bao gồm chỉ số phát triển con người HTI là chỉ số so sánh định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố của một quốc gia, giúp HTI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số khối hình cơ thể BMI phản ánh chất lượng con người về mặt thể hình. Chỉ số này có thể giúp xác định một người bị bệnh béo phì hay bị bệnh suy dinh dưỡng. Chỉ số phát triển con người liên quan đến giới CDI là một chỉ số tổng hợp đo lường phát triển con người trong 3 lĩnh vực giống nhau, như trong chỉ số phát triển con người, tuổi thọ, học vấn và thu nhập, nhưng đã điều chỉnh để xem xét sự mất bình đẳng giới trong những lĩnh vực này. Chỉ số nghèo khổ của con người đo lường sự nghèo khổ của con người trên 2 lĩnh vực chính là giáo dục và y tế, phản ánh tuổi thọ, kiến thức, mức sống và sự tham gia hoạt động xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, với sự nỗ lực của toàn xã hội, chất lượng dân số ở nước ta đã được cải thiện đáng kể. Vào năm 2015, tuổi thọ bình quân đạt 72 tuổi, nặng 4,5 tuổi so với tăng 4,5 tuổi so với 10 năm trước đó. Đặc biệt tuổi thọ phụ nữ tăng 5,5 tuổi. Tổng sản phẩm quốc dân bình quân đầu người tăng hơn 2 lần. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tồn tại và nhiều thách thức về chất lượng dân số, bình đẳng giới tồn tại trên diện rộng, đặc biệt là tư tưởng trọng nam hơn nữ, về phá vỡ sự mất cân bằng tỷ lệ giới tính, cặp vô sinh có nhu cầu chính đáng trong việc sinh con, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong phổ biến ở nhiều khu vực, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ cao. Một tỷ lệ người dân còn sống trong đói nghèo, vân vân. Vấn đề chất lượng dân số của địa phương, chi cục dân số tỉnh hoặc trung tâm dân số huyện thu nhập các thông tin số liệu liên quan vào mục này. Thưa quý vị và các bạn, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng dân số thấp là bất bình đẳng giới còn tồn tại trên diện rộng, đặc biệt là tư tưởng trọng nam hơn nữ. Tình trạng tảo hôn còn diễn ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe mẹ và con. Tình trạng hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra ở nhiều nhóm đồng bào dân tộc, gây suy thoái nòi giống, tình trạng đói nghèo. Chất lượng dân số thấp sẽ tạo ra vòng xoắn đói nghèo. Chất lượng dân số thấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, làm tăng gánh nặng chỉ tiêu cho các hộ gia đình
từ đó dẫn đến giảm thu nhập, tăng tình trạng trẻ em không đến trường và cuối cùng là đói nghèo. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng dân số cần có những giải pháp đồng bộ ở tầm chiến lược, sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng để nâng cao chất lượng dân số cần không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh, phòng chống suy dinh dưỡng bào thai, suy dinh dưỡng trẻ em, thừa cân béo phì, thực hiện bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính khi sinh, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách an sinh cho phụ nữ, người già và trẻ em, bảo vệ môi trường sống vì sức khỏe của cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin phát thanh